Một đoàn tàu nhỏ tí xíu, người đi đầu là chú lái tàu, còn chúng em nối đuôi nhau thành hàng dài trong bước một hai một hai. Một đoàn tàu nhỏ tí xíu, người đi đầu là chú lái tàu, còn chúng em nối đuôi nhau thành hàng dài trong bước một hai một hai. Trước khi vào giờ học hôm nay, cô và chúng mình cùng khởi động. Các em bước vào phía trước một bước, chúng mình cùng cầm tay nhau. Thủy Tiên bắt nhịp cho các bạn hát một bài. Cầm tay mua vui nào, rồi tung tăng ta đi bên nhau. Bạn thân yêu ta còn ở đâu, thì bên đây ta cầm tay mua vui nào. Cô khen chúng mình múa rất giỏi. Cô mời chúng mình bước về phía sau một bước. Các em ạ, các giờ học trước chúng mình đã được học về vị trí trái, phải. Giờ học hôm nay, cô sẽ tổ chức cho chúng mình chơi trò chơi để củng cố kỹ năng về các kiến thức đã học. Chúng mình có thích chơi trò chơi không? Trò chơi số 1 bắt đầu. Trò chơi, trò chơi. Chơi gì, chơi gì? Đặt người đúng vị trí. Đặt người đúng vị trí. Cô mời Thanh đứng lên trên bông hoa màu đỏ. Cô mời em đứng đằng trước Thanh. Cô mời em đứng đằng sau Thanh. Cô mời bạn đứng bên trái Thanh. À, bạn đã đứng đúng rồi. Chúng mình dành cho bạn một tràng pháo tay. Cô mời bạn đứng bên phải Thanh. Rất giỏi. Cô mời Thủy Tiên đứng đằng trước bạn trai. Chúng mình vỗ tay khen Thủy Tiên. Cô khen trong lần chơi thứ nhất chúng mình chơi rất giỏi. Cô mời các bạn về chỗ. Chúng mình tiếp tục chơi lần chơi thứ hai. Ở lần chơi thứ hai này, cô muốn một bạn tổ chức giúp cô. Ai giơ tay? Cô mời Thủy Tiên. Rất tốt. Cảm ơn các bạn, mời các bạn về chỗ. Chúng mình hãy dành một tràng pháo tay thật to cho các bạn vừa chơi tốt vừa rồi. Chúng mình đã chơi xong trò chơi thứ nhất. Các em thấy trò chơi thứ nhất có vui không? Có. À, vậy chúng mình tiếp tục chơi trò chơi thứ hai. Bây giờ cả lớp chú ý nhé. Kết bạn, kết bạn. Kết mấy. Kết tám. Cô khen chúng mình chơi trò chơi kết bạn rất nhanh. Ở trò chơi thứ hai, cô sẽ tổ chức cho chúng mình chơi trò chơi bịt mắt vẽ mặt. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhắm mắt lại. Cô sẽ dành cho chúng mình một bí mật rất đặc biệt. Khi nào cô nói, trời sáng rồi, thì chúng mình hãy mở mắt ra. Chúng mình nhớ chưa nào? Cô mời chúng mình nhắm mắt nào. Trời sáng rồi. À, món quà cô muốn dành tặng chúng mình là gì? Ai biết? Cô mời bạn Quang. Cô ạ, bịt mắt vẽ mặt ạ.
À, rất giỏi. Đây chính là khuôn mặt cô giáo đã vẽ sẵn rồi. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng mình như sau. Cô sẽ xóa lần lượt từng bộ phận trên khuôn mặt. Chúng mình có nhiệm vụ đứng lên trước bảng được cô bịt mắt và vẽ lại các bộ phận đó theo sự hướng dẫn của các bạn trong tổ mình. Chúng mình đã rõ cách chơi chưa? Rồi ạ. Rất tốt. Bây giờ cô sẽ xóa tóc này. Cô xóa mắt này. Cô xóa mũi này. Cô xóa gì nữa? Môi. Cô xóa gì nữa? Tai. Tai bên nào? Tai bên phải. À, rất giỏi. Ở trò chơi này, cô giáo sẽ chia thành 3 đội chơi. Đây là bức vẽ của đội chơi số 1, đội chơi số 2 và đội chơi số 3. Ai xung phong chơi trước? Đội nào xung phong? À, cô thấy đội chơi số 2 rất là dũng cảm. Đội chơi thứ 2 ạ, cô mời bạn. À, Ngọc Anh sẽ là họa sĩ. Và các thành viên trong đội chơi thứ 2 có nhiệm vụ hướng dẫn cho Ngọc Anh. Các thành viên ở hai đội chơi còn lại, chúng ta sẽ nói trái chiều để cho trò chơi thêm phần hấp dẫn. Chúng mình có rõ cách chơi chưa nào? Rồi ạ. Ngọc Anh muốn vẽ gì? Con nói to cho các bạn nghe để các bạn chỉ dẫn. Đây, đây là bức vẽ của đội chơi số 2 đây. Tôi muốn vẽ gì? Ở dưới, ở dưới. Chúng mình nói ở dưới. Ở dưới, ở dưới. Nói lại Ngọc Anh. Trên tóc, trên tóc, trên tóc, trên tóc, trên tóc, trên mắt, trên mắt, trên mắt, trên mắt. Trên mũi, trên mũi, trên mũi, trên mũi, trên mũi, trên mũi, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, vào giữa một tí, bên trái, bên trái, bên phải. À, như vậy là bạn Ngọc Anh đã vẽ xong bức vẽ của mình. Chúng mình hãy dành cho bạn Ngọc Anh một tràng pháo tay. Như vậy là tổ 2 đã vẽ xong bức tranh của mình. Bây giờ đến tổ 1. Tổ 1, các bạn sẽ cử ai? Ai giơ tay? À, tổ 3 có ai giơ tay không? Tổ 1, cô mời bạn sang thi. Chúng mình lại tiếp tục cổ vũ cho thằng sang thi và hướng dẫn sang thi vẽ mặt thật đúng nhá. Cô đếm nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Nói to nghe. Bạn muốn vẽ mắt, chúng mình hướng dẫn bạn vẽ ở đâu? Bạn muốn vẽ mũi, chúng mình muốn hướng dẫn bạn ở đâu? Chúng mình hướng dẫn bạn nhiệt tình lên. Trên mắt, 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 trên phải, bên phải, bên phải, bên trái, ở giữa, ở giữa. À, như vậy là Sang Thi cũng đại diện tổ của mình đã xong được khuôn mặt rồi. Chúng mình hãy dành cho Sang Thi một tràng pháo tay. Bây giờ đến tổ 3. Cô mời em.
Hà bước nhanh nhẹn nhé. Cô sẽ bịt mắt cho Hà này. Bạn Hà đã sắp hoàn thiện xong đôi mắt rồi. Hà muốn vẽ gì nữa nào? Ở trên. Dưới mắt hô to. Dưới mắt. Hà muốn vẽ gì nữa nào? Vẽ tai ở đâu nhỉ? Bên phải. Như vậy là sau một thời gian rất ngắn, Hà cũng đã vẽ xong được khuôn mặt của mình rồi. Chúng mình hãy thưởng cho bạn Hà một tràng pháo tay. Bây giờ sẽ đến phần vô cùng quan trọng đây. Chúng mình có biết là phần gì không? Cô bật mí nhé. Phần chấm điểm cho 3 bức vẽ của tổ 1, tổ 2, tổ 3. Các em sẽ chấm điểm bằng vỗ tay. Tổ nào vỗ tay to nhất thì sẽ là tổ thắng cuộc, được chưa? Và tương tự như vậy, tay nhỏ hơn thì sẽ là tổ đứng thứ nhì, vỗ tay nhỏ nữa sẽ là tổ xếp thứ ba. Bây giờ chúng mình sẽ vỗ tay cho tổ 1. Cô thấy cũng rất to đấy. Tổ 2 lại nhỏ hơn một chút rồi. Tổ 3. Như vậy, trong 3 bức vẽ, nhờ có ban giám khảo là chúng mình, cô thấy bức tranh của tổ 1 và bức tranh của tổ 3 đáng được thưởng thêm một tràng pháo tay nữa. Còn bức tranh của tổ 2 cũng được thưởng một tràng pháo tay nhưng nhỏ hơn một chút. Như vậy là chúng mình đã cùng chơi xong trò chơi số 2 rồi. Chúng mình đã sẵn sàng chơi tiếp trò chơi số 3 chưa? Chúng mình nói to cùng cô, sẵn sàng. Nghe cô hướng dẫn nhé. Tâm đứng vào gần nhóm của Tâm. Cô sẽ chia lớp thành hai nhóm. Nhóm 1 đi theo bạn Sĩ Đức. Nhóm 2 đi theo bạn Thanh. Bạn Thủy Tiên sẽ bắt nhịp cho hai nhóm hát múa một bài để di chuyển hình chữ V. Cô mời Thủy Tiên. Tươi đẹp đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây, khi mùa xuân thắm tươi đang trở về, ngàn lời ca vui mừng chào đón thiết tha tình quê hương. Cô khen chúng mình đi rất là đẹp và múa rất là hay. Chúng mình đã sẵn sàng chơi trò chơi thứ hai chưa? Mời lớp mình quan sát nào. Trên bảng cô có một bức vẽ đang dang dở, còn thiếu 4 chi tiết. Nhiệm vụ của người chơi sẽ hoàn thiện 4 chi tiết vào đúng vị trí các góc. Mỗi đội chơi, chúng ta có 2 người chơi. Người thứ nhất đóng vai trò chỉ dẫn vị trí các chi tiết bằng cách ra hiệu lệnh. Ở trên thì chỉ lên trên, ở dưới chỉ xuống dưới, sang trái, sang phải. Người chơi thứ hai có nhiệm vụ lựa chọn chi tiết để hỏi người chơi thứ nhất dán ở đâu. Người chơi thứ nhất chỉ cho người chơi thứ hai vị trí dán. Các bạn ở dưới nói những hướng dẫn trái chiều để trò chơi của chúng ta thêm phần hấp dẫn. Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ cô mời hai người chơi. Cô mời bạn Thủy Tiên. Cô mời bạn Thủy Tiên sẽ đóng vai trò là người họa sĩ. Còn bạn sẽ đóng vai trò là người chỉ dẫn. Chúng mình tất cả sẽ cùng hô to trái chiều với người chỉ dẫn. Người chỉ dẫn đứng ở vị trí dễ nhìn. Thủy Tiên nhặt từng họa tiết một đi. Nào, bây giờ chúng ta cùng đến với chi tiết thứ nhất. Thủy Tiên hỏi người chỉ dẫn đi. Bên dưới. Chúng mình sôi nổi lên. Bên trên. Bạn Thuần chỉ dẫn sôi nổi lên nào.